Khi mà em nhìn vào bạn trai của em thì cái điểm mà em ấn tượng nhất là nụ cười. Đối với em, khi mà lần đầu tiên gặp người bạn gái em á, thì em thu hút nhất là bởi cái ánh mắt và mái tóc của cô ấy.